chính quyền và quân đội Israel tuyên bố đang bao vây thành phố Gaza và tăng cường các hoạt động tại đây trong lúc không kích của Tel Aviv tiếp tục làm chết nhiều người. Trong cập nhật ngày 2 tháng 11, Thủ tướng Israel nói rằng lực lượng Israel đã thọc sâu hơn vào thành phố Gaza ở phía bắc dải Gaza. Tuy nhiên, lực lượng này đang phải đối mặt với sự kháng cự từ phong trào Hồi giáo Hamas đang cố thủ các đường hầm dưới lòng đất. Trong khi đó, Tư lệnh quân đội Israel thông báo lực lượng nước này đang có mặt ở những khu vực rất quan trọng của thành phố Gaza. Chuẩn tướng, trưởng nhóm kỹ sư quân sự của Israel, nói rằng quân đội Israel đang ở giai đoạn đầu mở các tuyến đường tiếp cận Gaza nhưng đã gặp nhiều mìn và bẫy. Thành phố Gaza, trung tâm dân cư chính của dải Gaza ở phía Bắc, đã trở thành tâm điểm tấn công của Israel. Quân đội Israel bắt đầu chiến dịch tấn công toàn diện trên bộ vào Gaza từ cuối tuần trước, đưa xe tăng, máy ủi, các đơn vị bộ binh và công binh chiến đấu vào khu vực này. Theo Reuters, lực lượng Hamas và các đồng minh bắn vào xe tăng của Israel từ các đường hầm, sau đó biến mất trong mạng lưới các đường hầm chằng chịt ở thành phố Gaza. Tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng trầm trọng trong các cuộc không kích của Israel nhằm đáp trả vụ tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 làm hơn 1.400 người Israel thiệt mạng. Theo cơ quan y tế Gaza, số người Palestine thiệt mạng trong gần 4 tuần qua đã tăng hơn 9.000 người. Palestine cho biết trại tị nạn Jabalia tiếp tục bị tấn công làm hàng chục người chết ngày 2 tháng 11. Các nỗ lực nhằm kêu gọi ngừng bắn để hỗ trợ nhân đạo cho Gaza đến nay vẫn vô vọng bởi Israel kiên quyết quét sạch Hamas, nhóm kiểm soát dải Gaza.